Emry xin mến chào quý cô bác anh chị. Hiện tại thì Emry đang có mặt ngay vòng xoay Lăng Cha Cả đây, ngay chỗ quận Tân Bình. Thì khu vực này thì bây giờ đồng hồ của Emry cũng là 9 giờ 5 phút rồi. Ngay đây thì ngay cửa ngõ ra vào của sân bay luôn. Thì đường từ sân bay ra thì gia đình chúng ta thấy vừa ra đây thì ngập ngay cái Lăng Cha Cả, và ngay đây thì có một cái biểu tượng là hình quả địa cầu. Thì cái hình quả địa cầu này tại sao đây là cái nơi mà khách đón du khách quốc tế đến và đi, là tại sao lại chọn cái hình biểu tượng là quả địa cầu mà không chọn cái biểu tượng nào nó đặc trưng cho cái nền văn hóa của Việt Nam chúng ta? Thì ở đây thì cũng qua nhiều lần họp bàn của các cấp vị lãnh đạo cũng như là lấy ý kiến từ người dân, thì thống nhất là chọn hình quả địa cầu. Lý do là đây là gọi là cái sự thân thiện của người Việt Nam, bạn bè khắp năm châu đến đây, chứ không riêng vì tôn thờ lên cái riêng của Việt Nam mà tôn trọng tất cả các nền văn hóa của các nước khác. Và đây là cũng một cái ý nghĩa. Mà không phải tự dưng ai đưa ra quyết định mà phải qua họp bàn nhiều lần và rút ra một cái kết luận cuối cùng là chọn một cái quả địa cầu để là nơi đón và tiễn du khách quốc tế và trong nước. Thì Ri đang vào cái đường Lê Văn Sĩ đấy, ngay quận Tân Bình. Thì ở đây thì đường Lê Văn Sĩ thì nối dài quận Tân Bình, quận 3 nữa, cho nên là khu vực này thì mỗi đoạn đều có sầm uất khác nhau, giá bất trị bất động sản khu vực này cũng khác nhau tùy khu vực và tùy quận. Thì ở đây thì Ri thấy là bây giờ là cũng như là vào cuối năm 2023 rồi, nhưng mà tình hình kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì càng về cuối năm thì cái vẻ ảm đạm nó càng nhiều. Và đến đây thì thật sự mà nói thì trước đây cũng rất là tự hào khi mà Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông, tự hào Sài Gòn là một cái nền kinh tế mà lớn nhất nước Việt Nam, phải nói là lớn hơn cả Hà Nội, thủ đô Hà Nội. Đây cũng là một cái điểm mà để người dân thành phố Hồ Chí Minh ta rất là tự hào. Nhưng mà hiện tại vừa rồi thì báo cáo quý 3 năm 2023 là thu nhập bình quân của đầu người của Hà Nội đã vượt lên khỏi hơn thành phố Hồ Chí Minh. Tức là thu nhập bình quân đầu người ở thành phố Hồ Chí Minh là 9,3 triệu cho một người trên một tháng. Rồi của Hà Nội là 9,6 triệu. Cho nên là cả nhà chúng ta thấy rằng đó là bình quân thu nhập đầu người của Hà Nội bây giờ đã vượt thành phố Hồ Chí Minh rồi. Cho nên là nếu mà trước đây mà nói Hà Nội mà là một cái nền kinh tế mà lớn nhất nước mà thì điều đó rõ ràng là nói sai. Nhưng mà bây giờ nếu mà ai đó chúng ta nghe câu nói mà Hà Nội bây giờ có thể là một nền kinh tế lớn nhất nước thì điều đó chúng ta cũng nên suy ngẫm lại. Tại vì bây giờ là thu nhập bình quân đầu người của quý 3 năm 2023 thì của Hà Nội đã vượt hơn thành phố Hồ Chí Minh chúng ta rồi. Và lý do vì sao Hà Nội lại vượt qua khỏi thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì có nhiều nguyên nhân. Thì trong đó đi cũng tìm hiểu và biết được một số nguyên nhân như là đầu tư từ nước ngoài, thu hút đầu tư, vốn đầu tư nước ngoài của Hà Nội hiện giờ là mạnh, phải nói là rất mạnh. Thứ hai nữa là mạng lưới giao thông, đường cao tốc rồi phải nói là chằng chịt luôn, cho nên là giao thông thuận tiện và rất là nhanh gọn tức thì luôn, đáp ứng được cái nhu cầu của kinh doanh sản xuất cũng như là đi lại. Thành ra là bây giờ là ngày xưa thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu hút tất cả lao động từ các tỉnh khác đến và thu hút lao động ở Hà Nội vào. Nhưng mà bây giờ thì thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn thu hút chứ không phải không, nhưng mà ít. Còn Hà Nội bây giờ là thu hút ngược lại người miền Nam ra Hà Nội, người miền Tây ra Hà Nội để làm việc. Phải nói là kinh tế bây giờ thì cũng có những cái sự đảo chiều nhất định. Và nếu mà Sài Gòn chúng ta không có những cái bước đột phá thì có lẽ là sẽ thụt lùi hơn, không chỉ riêng Hà Nội đâu, còn một số tỉnh thành khác nữa trong thời gian tới. Cho nên là hy vọng là sau hết năm 2023 này thì đến năm 2024 thì tình hình kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta sẽ có những cái chuyển biến cụ thể.
hiện tại thì vừa rồi thì cũng nghe nói là hình như là kinh tế của đầu tư công của thành phố Hồ Chí Minh ta quý 3 năm 2023 rồi mà giải ngân mới được 30% thôi, tức là còn 70% nữa thì trong quý 4 mà để giải ngân hết cái quỹ đầu tư công là gọi là hơi khó. Thì khu vực này một bên là Tân Bình đây, quận Tân Bình đây, nhưng mà đường Lê Văn Sĩ thì đi thấy nhiều mặt bằng đóng cửa rồi. Giống như đây là Hoàng Phúc đây, một cái thời trang Hoàng Phúc về giày dép nè, quần áo đây, cao cấp nha, nhưng mà hiện tại thì cũng phải trả mặt bằng đây luôn đó. Cho nên là về tình hình kinh doanh thì bây giờ thì khó khăn trăm bề, kể cả những cái đại gia trong cái ngành thời trang như là Hoàng Phúc là một cửa hàng gọi là hệ thống thời trang là có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, mà bây giờ thì mặt bằng cũng phải dẹp nhan nhản như thế này. Và khi dẹp mặt bằng rồi thì Hoàng Phúc còn không có thu gom lại cái bản hiệu của mình nữa, để bản hiệu mình trơ trọi luôn. Cho nên là tình hình vẫn là tình hình, cái thương hiệu là một cái gì đó rất quan trọng, nhưng mà trong cái thời buổi khó khăn như thế này rồi thì cái thương hiệu thì gần như là người ta cũng làm ngơ luôn, người ta sẵn sàng bỏ cái thương hiệu mình thôi bác như thế đó. Thì đi vào càng sâu nữa thì đường khu vực này Lê Văn Sĩ này thì ngoài cái mà sầm uất ra thì cả nhà mình thấy nữa là đây cũng là một cái con đường chuyên bán về thời trang, từ bình dân đến cao cấp luôn. Để quần áo thời trang của đường Lê Văn Sĩ thì khá là nhiều, nhưng mà bây giờ là chạy đến đường Lê Văn Sĩ này thì cả nhà chúng ta mới nhìn thấy được là hai bên đường đấy nó vắng lặng đến cỡ nào luôn. Có nhiều cái căn mà mặt bằng phải trả đi đóng cửa. Mặt bằng ở đây là mặt bằng đắc địa không đó, nhưng mà bây giờ là coi như thua rồi, không cho thuê được luôn. Tại vì bây giờ kinh doanh mà mở ra là lỗ, cho nên là người dân người ta cũng rất là ngại để mà bây giờ đầu tư kinh doanh một cái gì đó, và người ta phải chờ tín hiệu của nền kinh tế mà nó khả quan hơn thì mới bắt đầu là mạnh dạng là dám đầu tư lại. Thì bây giờ ai nó cũng e ngại hết. Người ta nói là kinh tế khó khăn cũng là một cái cơ hội, nhưng mà cơ hội với một số ít người thôi. Tại vì đa số là kinh tế thuận lợi thì người ta mới làm được, còn một số ít người mà gọi quá giỏi quá thông minh thì kinh tế khó khăn cái gì đó mới là cơ hội để người ta làm giàu. Đây là nhà thờ Ba Chuông đây, đây nha. Đây thì khu vực này thì sinh hoạt tôn giáo cũng rất là nổi tiếng ha. Đây thì chạy qua đây nữa thì cả nhà mình thấy rồi, mặt bằng thì cứ đóng cửa như thế này, và các cơ sở gọi là làm ăn kinh doanh của bà con thì coi như là cũng te tua luôn đó. Thì cửa hàng thì mở ra thời trang thì mở ra như vậy đó, mở cho có thôi, còn khách thì gần như là không có thấy, chậm quá. Và đóng cửa này, đóng cửa nguyên dãy luôn, nguyên cái dãy này cho thuê rồi bán rồi đóng cửa như thế này đây. Những cái tuyến mà đường Lê Văn Sĩ, những cái mặt bằng mà đắc địa như thế này mà lại đóng cửa gọi là phá sản nguyên một cái dãy luôn, chứ không phải là một vài tiệm đó. Bên đường cả nhà thấy quá khốc liệt, quá thảm thiết cho cái quý 4 năm 2023 này, là một cái tín hiệu buồn và một cái kỷ niệm buồn cho nhiều doanh nghiệp, cho nhiều cửa hàng kinh doanh. Bây giờ thì phá sản quá rồi, đây thì nguy to luôn, kể cả chủ cả và kể cả người làm công nữa. Bây giờ Tết đến rồi mà phá sản thất nghiệp gì rồi, tiền đâu mà ăn Tết, tiền đâu mà sắm sửa đồ mới cho con, rồi tân tật bao nhiêu cái phải lo nữa. Thì càng về cuối năm thì gánh nặng của những người bậc làm cha làm mẹ thì chồng chất. Phải nói là bây giờ thì thê thảm như thế này đây, thành phố Hồ Chí Minh chúng ta không ngờ là lại như thế này. Và ở đây thì đi đọc báo thì thấy là ở nước ngoài thì người ta cũng phá sản đóng cửa rất là nhiều, nhiều khi là nhiều hơn cả Việt Nam mình nữa chứ không phải không. Tại vì đây là ảnh hưởng chung của kinh tế toàn cầu, và Việt Nam mình cũng là một thành phần của kinh tế thế giới, cho nên là mình vẫn bị ảnh hưởng là chuyện bình thường, chứ không phải là tất cả các nước khác phát triển mà lại Việt Nam mình lại là eo ọt như thế này. Mà bây giờ là tình hình chung là tất cả các nước đều phải gánh chịu cái này. Đây ghi lại gặp cà phê muối Chú Long đây, hệ thống cà phê muối Chú Long hình như là phát triển khắp tất cả Sài Gòn luôn, rất là hay.
một người mà thất bại nợ nần mà đến tuổi 57 rồi là vẫn quyết tâm là khởi nghiệp, và khởi nghiệp thành công ở tuổi 57 thì điều đó quá tuyệt vời. Một tấm gương mà không chỉ sáng đâu, mà một tấm gương mà thấy là riêng Ri nha, chú Long là như là thần tượng đã đi vào trong lòng của Ri rồi. Khi mà thấy chú Long thì rất là ngưỡng mộ. Giới trẻ là người ta làm gì cái sôi động, tại vì cà phê của chú Long là chủ yếu là phục vụ cho đối tượng là giới trẻ, các bạn trẻ. Nhưng người ta nói với trẻ thì người ta làm cái gì đó có sôi động, có gì đó rất là hoành tráng. Nhưng chú Long cũng bia để thu hút với trẻ, nhưng mà chú Long bia một cách nhẹ nhàng và bình thường. Cà phê muối chú Long không có gì đặc biệt hết. Những cách quảng cáo của chú như ví dụ như là chú lặn ở dưới biển, chú đưa ly cà phê lên một cái đoạn chỉ có mấy mươi giây trên TikTok thôi, cà phê chú Long đã có mặt ở Vũng Tàu, biển Vũng Tàu mặn còn hơn cà phê muối chú Long nữa. Một cái cách gọi là PR quảng cáo nhẹ nhàng thôi nhưng mà cực kỳ sâu sắc và cực kỳ ấn tượng. Cảm thấy là thích, rất là thích chú Long, mặc dù là chú Long chưa có một cái đội ngũ chuyên gia tư vấn về PR, nhưng mà với một cách là bản thân chú Long tự làm thôi, tự nghĩ tự làm thôi mà quá hay, quá hay, quá tuyệt vời. Và vô tình ở đâu đó đó thì chú Long cũng đã trở thành thần tượng. Ghi nghĩ là không riêng Ri đâu, có lẽ là cũng có một số anh chị em cũng đồng quan điểm và cũng thần tượng cái thương hiệu cà phê muối chú Long, và cái cách mà chú Long PR, cái cách mà chú Long gọi là mang cái sản phẩm mình đến với các bạn trẻ thì quá tuyệt vời. Thì cả nhà mình thấy là khu vực này là quận 3 rồi đây, Lê Văn Sĩ thì quận này là nãy đoạn nãy thì cả nhà mình đi là quận Tân Bình. Bây giờ thì mình đã tiếp tục qua bước qua quận 3 rồi. Nhưng mà tình hình thì vẫn là tình hình hai bên đường thì vắng. Ngày xưa thì nếu mà nhìn cảnh này thì người ta phải dùng bình luận cái từ là vắng đến lạ. Nhưng mà đến cái thời điểm mà cuối năm 2023 này rồi thì vắng cái này là bình thường. Tại vì chỗ nào cũng vắng hết trơn, không thể gọi là vắng đến lạ được. Cho nên là nó lan rộng khắp cả từ cái vùng trung tâm đến quận quen tới huyện luôn. Cho nên là tình hình gọi là bây giờ gọi là bắn chung rồi, không bình luận được cái từ là bắn đến lạ nữa, mà gần như là nó là trở thành một cái hình ảnh bắn là cái gì đó quen thuộc với người dân thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Đây thì tất cả các cửa hàng gần như là cũng nhiều để bán, nhà cho thuê, cửa hàng thì đóng cửa đó, thì để cho thuê mặt bằng tùm lum luôn. Cho nên là bây giờ người mà có tiền tỷ đây ta kinh doanh vừa thuê mặt bằng nè, rồi vừa nhập hàng nè, rồi tất tật luôn. Nhưng mà bây giờ thì cũng bỏ hết, lý do là bây giờ trụ không nổi nữa thì bỏ của chạy lấy người thôi, chắc lỗ. Tại vì thời trang mà, nếu mà năm nay bán không được mà để ngâm nhậm hàng để năm sau thì nó cái tài sản bốc hơi khủng lắm. Tại vì năm sau là nó mỗi một năm là một cái xu hướng, cái phong màu và cái quả tiết nó khác nhau. Cho nên là để sau một năm rồi thì thời trang nó sẽ trở thành lỗi thời và bán sẽ là thấp giá, không có giá. Cho nên là bây giờ kinh doanh thời trang thì phải chạy theo thời và chạy theo cái mô típ của từng năm. Đây cũng là một cái điều mà phải giải quyết đồng kho. Cho nên là bây giờ các cửa hàng thời trang coi như là gồng lỗ không nổi thì bắt buộc là phải cắt lỗ. Cắt lỗ có thể là cái vốn mình 100% và cắt lỗ còn khoảng 10-15% thôi, phải chịu, còn hơn là phải âm vốn. Cho nên là bây giờ là vì tình hình kinh tế nữa, thứ nhất là nhận định được cái tình hình kinh tế khi mà suy thoái rồi thì khôi phục thì từ 3 năm tới 8 năm thì nền kinh tế cũng suy phục, và để 3 năm tới 8 năm nữa thì gồng thì chắc chắn là phải bị âm vốn. Cho nên là các nhà kinh doanh, các nhà đầu tư thì ta cũng phải đưa ra một cái quyết định quyết đoán, đó là cắt lỗ ngay tại thời điểm này để tránh cái trường hợp là âm vốn nó xảy ra. Đó thì gần như là bây giờ nhà cho thuê là không phải là lâu lâu thấy một căn nhà cho thuê nữa, mà nhà cho thuê giờ kéo nguyên dãy nha, cả chục căn liền với nhau, gọi là phá sản ế điều luôn. Cho nên là giờ cho thuê không ai thuê đó, chứ không phải là lâu lâu gia đình chúng ta thấy một cái căn nhà gọi là cho thuê, một cái căn nhà gọi là người ta buôn bán không được người ta bỏ, mà đây là nguyên một dãy luôn, nguyên một cái đoạn đường luôn.
Thì bây giờ thì nhìn vào đó chúng ta cũng phần nào nhận định được tình hình kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Thì ngay đây có ngôi chợ là chợ Nguyễn Văn Trỗi đây. Chợ Nguyễn Trỗi thì để xem vòng ha, vòng một vòng chợ. Xem thì khu chợ đây như thế nào. Ở đây thì bán vải rồi đây. Cả nhà mình thấy đó. Thì hai bên buôn bán gần như là bây giờ thì cũng 9:20 rồi. Nhưng mà để ha, cả nhà mình để tất cả các sạp rau còn đầy nhóc hết trơn luôn. Đó, đầy nhóc hết trơn luôn. Sạp trái cây rồi ha. Cái này là mình dễ hình dung nhất. Khi mà bây giờ là 9 giờ mấy rồi, nếu mà từ hồi sáng giờ bà con bán được thì tất cả các mâm rau, mâm củ quả rồi nó sẽ lưng phân nửa. Nhưng mà bây giờ còn đầy dung hết luôn. Thì mình sẽ thấy một điều là suy ra một điều là hồi sáng bây giờ là bà con không buôn bán được gì hết. Tình hình là kinh doanh ế ẩm. Đó thì tất cả các chợ bây giờ đây, bây giờ là kinh doanh buôn bán thì nó khó khăn đến nó như thế này đây. Đó thì Ri sẽ đi ha, đi vô đây luôn để cả nhà chúng ta hình dung được là ngay khu vực trung tâm của quận 3 này thì bây giờ nó sẽ như thế nào. Đó thì vắng một điều luôn là tình hình chung ở đây. Đó, thì cả nhà thấy không, gần như là thật bây giờ là còn đầy nguyên một cái tủ luôn, một cái bàn luôn ha, một cái sạp luôn, cái sạp thịt mà bây giờ là còn đầy nhóc đầy nguyên hết trơn luôn rồi. Mà bây giờ đã sắp sửa trưa rồi thì cả nhà mình thấy là bây giờ thì kinh doanh buôn bán nó khó khăn đến mức độ nào. Gần như là bà con thấy là người bán nhiều hơn người mua, rồi bây giờ là không có bán được gì hết trơn. Toàn là sáng rồi dọn hàng ra, chiều dọn vô, toàn là què vốn hoặc là lỗ thôi. Là bây giờ ngồi không ở nhà thì chịu không nổi, không biết phải làm gì. Rồi bắt buộc bây giờ thì với các cô các chú mà lớn tuổi xíu thì bây giờ ra làm thuê chỗ khác thì đâu có ai thuê, rồi làm cái khác thì lớn tuổi sức khỏe không có cũng biết làm gì. Cho nên là với các cô các chú bây giờ là gọi là cam chịu. Sáng có việc gì đó là chiều có nơi để về thì hạnh phúc rồi. Chứ bây giờ mà nói kinh doanh buôn bán để làm giàu hay gì nữa thì thua. Cả nhà mình thấy trong chợ nè, các sạp nó vắng dọn hết trơn luôn rồi. Gần như là bây giờ thì một số bà con là trụ không nổi, tiểu thương trụ không nổi người ta bỏ cuộc. Rồi còn một số bà con ở lại thì cũng lây lất thôi. Bây giờ mà nhìn những cái sạp thịt mà còn nguyên luôn, nguyên sạp đầy luôn thì nhói lòng luôn cả nhà. Chỗ này là coi như là ế nguyên một ngày luôn rồi, bán cho ai nữa. Rồi những cái sạp rau đây cả nhà mình thấy nè, cá rồi còn đầy mâm hết nè. Sạp rau rồi còn đầy hết, đầy dung hết nè. Đó, thì hồi sáng giờ có bán được gì đâu. Kể cả cái chợ lớn như vậy, chợ Nguyễn Văn Trỗi là một cái ngôi chợ sầm uất và có tiếng từ xưa tới giờ. Nhưng mà hiện tại đó, thì cả nhà mình thấy là tình hình kinh doanh đó đầy hết luôn nha. Đó, thì cả nhà mình sẽ thấy như thế nào. Bún rồi đây, cũng đầy hết. Bún mà bịch để đầy hết cả cái gian hàng của người ta. Sáng người ta đã lấy đầy hàng để người ta bán, mà tới trưa thì gian hàng ta cũng còn đầy yên nguyên thì có bán được gì đâu. Kinh doanh bây giờ thì gần như là què vốn và lỗ thôi. Thì Ghi cũng đi một vòng chợ Nguyễn Văn Trỗi đấy để gia đình chúng ta hình dung thêm là cái khu vực này như thế nào. Thì tiếp tục nữa thì Ghi sẽ đi tiếp con đường Nguyễn Lê Văn Sĩ này. Đây thì tới cầu Lê Văn Sĩ đây. Ở đây thì cái nhánh đường bên sông, hai bên bờ sông đây, rẽ phải rẽ trái đây là đường Hoàng Sa, Trường Sa hai bên đó. Thì khu vực này quá đẹp nhưng mà hiện tại thì cũng vắng tẻo con reo à. Đó, Ghi sẽ đi tiếp tục nữa để gia đình chúng ta hình dung hết cái đoạn đường này nó như thế nào. Đó, càng về sâu vô đây thì cả nhà mình thấy là càng ngày thì càng ảm đạm. Từ Tân Bình mà vào tới quận 3 luôn thì tình hình gần như là không có gì gọi là khả thi cả. Kể cả buôn bán bên đường, kể cả bán cửa hàng, cửa công ty, rồi kể cả những cái ngôi chợ truyền thống mà lớn và nổi tiếng, hàng hóa thì trùng điệp điệp đó. Nhưng mà bà con tiểu thương thì cũng phải là ngậm ngùi. Bây giờ thì 9 giờ mấy rồi mà sạp hàng nào sạp hàng ấy nó còn đầy dung hết. Thì cả nhà mình thấy đi, là nhiều sạp nó như vậy chứ không phải là một hai sạp bán ế.
có sạp bán đất Phật Xá Huế mà gần như là sạp nào cũng vậy hết, là chứng tỏ là người đi chợ rất là ít và bà con tiểu thương người ta bán không được. Vào đây Lân Sĩ quận 3 khu vực này thôi mà đóng cửa nhan nhản luôn nè, như là thôi rồi luôn, không biết nói sao với cái tình hình kinh tế hiện nay. Và bây giờ thì gần như bây giờ thì công nhân thì thất nghiệp rồi, rồi người ta cũng chọn một cái hướng nữa là bây giờ về quê. Về quê thì đa số bây giờ thì các tỉnh là đều gọi là thu hút, gọi là các nhà đầu tư, cho nên là cái tỉnh gần như là bây giờ đa số cái tỉnh là tỉnh nào cũng có khu công nghiệp, thậm chí là có nhiều khu công nghiệp nữa. Cho nên là khi mà tình hình kinh tế ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta biến động thì đa số qua những trận đại dịch nữa, sống nay chết mai và đói khát, rồi bị chủ nhà trọ phải đuổi đi trong lúc dịch nữa thì không có tiền, cho nên là quá khổ quá sợ, cho nên là người ta sẽ về nhà, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, người ta về quê nhà để gần gia đình người ta làm việc. Đây là bên phải gia đình mình là bệnh viện tai mũi họng đây, một cái bệnh viện chuyên về trị bệnh về tai mũi họng chuyên khoa luôn đó. Thì khu vực này gia đình mình thấy bây giờ thì kể cả bệnh viện bây giờ nữa thì cái người đối khổ rất là nhiều. Tới giờ phát cơm thì người ta xếp hàng nó xin cơm tội. Có những người là bệnh mà gọi là kéo dài đó, thì mới đầu kinh tế gia đình nó cũng khá, nhưng mà bệnh kéo dài, một người bệnh phải mấy người nuôi nữa, rồi lo rầu nữa, về năm này qua năm kia, cho nên là cũng khiến kinh tế gia đình người ta gọi là cạn kiệt và phải ăn ngồi để mà xin cơm ăn. Phải nói là buồn lắm, nhiều hoàn cảnh, nhiều cái hoàn cảnh mà không biết phải nói sao. Bởi vì cuộc đời hôm nay như thế này rồi, ai biết mai nó ra sao đâu. Cho nên là cái quan trọng nhất là bây giờ cũng những cái bài học xương máu mà bị những chủ trọ đồ hất hủi trong lúc dịch, là làm không có tiền, thất nghiệp, rồi đối khổ. Rồi cho nên là cũng đây cũng là một cái điều mà làm cho những người mà xa quê đó, người ta lại chạnh lòng. Và kể cả những người mà đang ở quê thấy con cháu mình vậy nữa thì người ta cũng đau lòng. Thành ra là người ta cũng luôn luôn khuyến khích là cứ về quê nhà để mà làm ăn sinh sống. Có gì rau ăn rau, có cháu ăn cháu, nhưng mà được ở bên cạnh người thân mình, gia đình mình thì đó mới là cái điều hạnh phúc nhất. Cho nên là bây giờ thì anh chị em gọi là công nhân thì về quê gọi là làm công nhân ở quê nó tiện hơn, mặc dù lương nó thấp hơn nhưng mà được cái nó gần nhà, không phải ở chợ mấy chục cây số, thì mà đường quê chạy cũng nhanh, cũng chạy về được, sáng đi rồi chiều về nhà, gần con cái học hành, gần cha mẹ nữa, cũng cái điều đó là cũng rất là tuyệt vời. Thì bây giờ đi đã rẽ qua con đường Võ Thị Sáu đây, con đường Võ Thị Sáu này thì đường một chiều, đây thì các cửa hàng coi như là đóng cửa hết rồi cả nhà mình, một chiều. Nhưng mà cái giá bất động sản này á, của đường một chiều này nó khác với đường hai chiều là sao? Cái bất động sản mà nằm bên tay phải á, thì nó có giá hơn là bất động sản nằm bên tay trái. Tại một chiều mà mình đi thẳng lên mình rẽ qua bên phải mình giao dịch mua bán gì cũng tiện, còn bên tay trái là làn xe bốn bánh, cho nên mình muốn rẽ vào bên tay trái mình mua cái gì bán cái gì giao dịch cái gì đó thì nó cũng chậm. Chính vì vậy mà cái con đường mà ngay chỗ bên tay phải đó, thì lúc nào nó cũng có giá hơn. Ngay đây là công ty bất động sản Thiên Khôi đi, cà phê Thiên Khôi đi. Thì tập đoàn Thiên Khôi thì cũng mới phát triển gần đây thôi, vẫn gần 3 năm nay thôi, nhưng mà phát triển khá là mạnh, do là thu hút cái nguồn sale nó khá là đông. Cho nên là bây giờ là về môi giới bất động sản thì Thiên Khôi gọi là chiếm được cái số lượng gọi là lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh luôn. Tại vì ở đây thì sale thì không được trả lương, mà người ta chủ doanh nghiệp đó, người ta tính có dạng là lô vịt, thì hàng ngàn sale đó thì ra thì hên xui, không có người này chốt thì cũng người kia chốt, cho nên là người ta là sẽ lùa dịch là tay số lông. 1.000 người thì cũng được một vài người chốt, 10.000 người thì cũng được vài chục người chốt, như thế vậy là số đông. Còn ai mà làm chủ không nổi thì tự bỏ việc đi làm cái khác, cho nên là lớp này vừa ra thì lớp khác lại vô nguồn vô, thì cái người mà vô ta làm chủ nổi người ta bỏ đi và người ta phải thất nghiệp tối khổ.
Nhưng ở đây cái người mà hốt được tiền nhất vẫn là chủ doanh nghiệp, tại vì đâu có bỏ tiền ra trả lương sai đâu, cứ lùa vạch như vậy. À, người này không chốt được thì người kia cũng chốt được, cứ ngồi thế mà tiền nó rơi vào túi. Thì đây cũng là một mô hình kinh doanh khá là thông minh. À, phải nói là cạnh tranh khốc liệt. Bây giờ tất cả công ty là thất nghiệp rồi, giờ không biết làm gì hết thì vô làm bất động sản. Bất động sản giống như nó tương tự na ná như cái hình thức đa cấp vậy. Thì cái người đi trước sẽ tuyển người vô sau và hưởng hoa hồng trên cái người mà đi vô sau nếu bán được, rồi đào tạo bài bản luôn cái kỹ thuật sale rồi giống như là đa cấp, giống như Amway rồi đó. Thì đây cái mô hình nó cũng na ná như vậy, cho nên là bây giờ thì công ty mà môi giới bất động sản làm ăn được là lý do là theo cái hình thức đùa vịt này. Cái người đi trước thì sẽ ăn cái hoa hồng từ cái người đi sau, nếu mà chốt được thì cái người đi trước sẽ có hoa hồng. Chứ vậy là những cái shop ở trên thì sống được, nhưng mà những người ở shop dưới thì luôn luôn phải thiệt thòi, và nhiều khi là phải vay tiền để mà theo nghề, nhưng cuối cùng là chủ không nổi cũng phải bỏ đi đó. Thì coi như là Ghi cũng đi một vòng từ đường Lê Văn Sĩ này, từ quận Tân Bình về quận 3 để gia đình chúng ta hình dung được toàn cảnh về tình hình kinh doanh của bà con hai bên đường, cũng như là cuộc sống của bà con ở thành phố Hồ Chí Minh và ở các tỉnh thì bây giờ nó như thế nào. Thì Ri cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.